đi chiếc xe quay tàn thôi. Thật thà hiền lành không dối dáng trên đầu môi. Yêu em mà anh cũng chỉ có mỗi trái tim, chẳng có lý do giữ em lại. Còn thằng nhà giàu em mới quen được vài hôm, cầm một cọc tiền đi với em ăn bữa cơm. Nhưng em nghĩ xem nó có yêu em thật lòng, hay sẽ bỏ em lúc em tàn. Giữa chân thành và vật chất nó cách xa nhau thật xa. Anh ta giàu hơn.